Rồi ạ, xin chào anh chị các bạn, trở lại với channel xe hơi ạ. Tháng tới thì xe nhập khẩu của Mazda cũng về rất nhiều. Mazda 2, CX3, CX30 là những dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan của Mazda. Thì em cũng quay nhanh cho anh chị. Nhiều chị em sẽ muốn xem qua rồi mới đến thực tế showroom ạ. Thì đây, cụ thể thì Mazda 2 thì bên em có chuẩn là 5 phiên bản với 3 bản sedan và 2 bản hatchback một đầu. Đây là phiên bản rẻ nhất ạ. Bản Mazda 2 AT 420 triệu thì tháng này bên em đang bán là 415 triệu, hoặc là mình có thể lấy bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Mazda 2 các bản thì nó có 3 màu thôi ạ. Xám này, đây là màu xám nhé, màu đỏ và màu trắng ạ. Bản cao cấp thì nó sẽ có cái lưới tản nhiệt và mâm phanh cắt như này. Đây là giới thiệu anh chị, đây là bản hatchback một đầu ạ. Luxury là 517 và bản cao cấp premium thì sẽ là 560, hơn 560 một chút ạ. Đây, khác biệt về cái phần lưới tản nhiệt hay là mâm, chủ yếu cái phần lệch 80 triệu thì nó sẽ ở trong tính năng an toàn cũng như là nội thất từ chiếc xe. Thì mình có thể thấy trên phiên bản Sport này thì bên em trang bị cho khách hàng là ghế da. Trong này nó là hầm, hơi tối một chút ạ, anh chị thông cảm giúp em. Ghế da này, vô lăng thì được trang bị đầy đủ như là đàm thoại rảnh tay này, cruise control này, đúng không ạ? Phím điều khiển comment này. Đấy, màn hình. Đây phím điều khiển này, điều khiển âm lượng này, điều khiển comment này, điều khiển màn hình này, điều hòa tự động. Các cổng kết nối thì vẫn đầy đủ, thì Apple CarPlay, Android Auto thì vẫn đầy đủ nhé. Đây là phiên bản Mazda 2 bản thường, dưới 80 triệu thì mình ghế nỉ này, đúng không ạ? Đài AM FM này cũng không có điều chỉnh gì cả, phanh tay thôi. Vô lăng thì cũng sẽ không có phím đạp loại rảnh tay cũng như là cruise control nhé. An toàn thì tất nhiên rồi. Bản Mazda 2 bình thường bên em an toàn là 2 túi khí ạ. Cân bằng điện tử thì vẫn được trang bị, nhưng mà với bản premium của Mazda 2 ấy, thì tính năng an toàn được trang bị thêm rất là nhiều. Mình được trang bị 6 túi khí nhé. Xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan thì cái khung gầm và cái chất lượng xuất xưởng cũng rất là tốt. Đấy, cảm biến các thứ thì sẽ có đầy đủ ạ. Phiên bản 6 túi khí thì sẽ được trang bị trên Mazda 2 Premium với bản Luxury mà 517 triệu. Và hatchback một đầu như mình xem này thì vẫn được là 2 túi khí ạ, tuy nhiên thì có thêm cảm biến. Thì thật ra là với khách hàng mà mua Mazda 2 bản hatchback hoặc là bản cao ấy, thì nó cũng dạ tiệm cận với cái Mazda 3 rồi. Mazda 3 thấp nhất bên em đang bán là 569 triệu đồng. Thì mình có thể cân nhắc tham khảo mà cái giá xe của Mazda 2 bản cao hoặc là Mazda 3 bản thấp. Vì Mazda 3 thì cái kích thước cơ sở nó cũng lớn rất là nhiều, cái là B trừ một cái là C đấy ạ. Thì anh chị tham khảo cái dòng Mazda 2 bản một đầu, hai đầu thì có thể alo trực tiếp của em để xem xe nhé. Đây ạ, bản một đầu này thì cái kiểu thiết kế cốp nó vẫn giống với form ngày xưa. Đấy, cốp thì tất nhiên bản một đầu thì nó sẽ không rộng rãi và sâu được như là cốp trên bản hai đầu này được. Đó, thì em quay nhanh qua 2 phiên bản để mình cân nhắc tham khảo thêm. Chủ yếu về các mức giá chênh lệch 80 triệu về la răng này, về mâm này, Apple CarPlay, Android Auto, màn hình, ghế da, đúng không ạ? Thì anh chị có thể cân nhắc tham khảo thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.